cách sử dụng tay đè lắc Shimano dễ hiểu nhất. Hôm nay thì mình có con Twitter và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người sử dụng cái tay đè lắc của Shimano nhé. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái tay đè lắc của Shimano, gồm sẽ có hai phần chính. Nó có hai lẫy này, một là lẫy lớn và thứ hai là lẫy nhỏ như này. Thì cái lẫy lớn thì là nguyên tắc là mình vả mạnh thì là sẽ lên, và còn lẫy nhỏ thì là sẽ xuống líp nhá, hoặc là xuống đĩa. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác cho mọi người xem. Bên tay trái đây là tay lắc dành cho lên đĩa hoặc là xuống đĩa. Đây là cái đĩa xe mọi người nhé. Và bên tay phải này là tay lắc dành cho lên líp và xuống líp. Bạn camera hãy đi về hướng đằng này. Lên líp và xuống líp. Bây giờ thì mình sẽ thao tác lên đĩa trước cho mọi người. Và bây giờ thì cái đĩa, cái xích của chúng ta đang ở cái đĩa lớn, thì mình sẽ thao tác là xuống đĩa, thì bằng sử dụng cái lẫy nhỏ bên trong. Đó, mình quay này. Đó là sẽ xuống đúng không ạ? Và bây giờ lên thì mình phải dùng lẫy lớn nhé mọi người, lẫy lớn này. Đó, sẽ lên luôn. Rất là tuyệt vời đúng không mọi người? Và bên tay phải đây thì mình sẽ thao tác cho bây giờ các bạn là bây giờ mình sẽ xuống líp cho mọi người nhá. Líp thì lẫy nhỏ nhá mọi người nhá. Mọi người nhớ này, lẫy nhỏ này. Mọi người chỉ ấn một lần thôi. Đó, các bạn thấy xuống đấy. Và bây giờ là sẽ thao tác lên líp thì là lẫy lớn nhé. Đó, đúng ạ. Rất là ok đúng không mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé.